Liên quan đến vụ Châu Bùi bị đặt camera quay lén trong nhà vệ sinh ở studio, chiều ngày 25 tháng 6, nam thanh niên thực hiện hành vi quay lén đã có khai báo với cơ quan chức năng. Ngày 25 tháng 6, Công an quận 3 phối hợp cùng Công an phường Võ Thị Sáu đã lấy lời khai đối với N.T.H. 24 tuổi, liên quan đến vụ việc chị Bùi Thái Bảo Châu, 27 tuổi, là người mẫu, nghệ danh Châu Bùi, tố cáo bị quay lén cảnh thay đồ tại một studio trên địa bàn. Bước đầu, H thừa nhận đã lắp đặt camera giấu kín trong phòng thay đồ, cũng là nhà vệ sinh của studio vào chiều ngày 23 tháng 6. H khai báo đây là lần đầu tiên thực hiện hành vi này. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ việc này và động cơ thực hiện. Cơ quan chức năng xác định thanh niên này có làm việc tại studio. Trong sáng cùng ngày, công an đã đưa thanh niên này tới tòa nhà cũng là studio nơi xảy ra vụ việc để phục vụ việc điều tra. Hơn 30 phút sau, thanh niên được khoảng 5 cán bộ công an đưa lên xe về trụ sở. Sáng ngày 25 tháng 6, cộng đồng mạng vô cùng hoang mang và lo lắng trước bài đăng chia sẻ bản thân là nạn nhân của camera quay lén của Châu Bùi. Trên trang cá nhân, Châu Bùi đã chia sẻ việc trở thành nạn nhân của camera quay lén trong quá trình làm việc tại một studio chụp ảnh. Mặc dù đã có quan sát, dò tìm camera quay lén trước khi vào WC để thử đồ nhưng vì camera có hình thức giống chiếc đồng hồ, được giấu sau một chiếc khăn nên Châu Bùi đã thử đồ trong khoảng 30 phút mới phát hiện. Dù Châu Bùi và ekip đã nhanh chóng xử lý hình ảnh bị quay lén nhưng bản thân cô cũng không tránh khỏi hoang mang, lo sợ vì không biết được thiết bị này có kết nối ra bên ngoài không. Bên dưới bài đăng này, Châu Bùi chia sẻ những clip đối chất trực tiếp với người có hành vi lắp camera quay lén. Cô cho biết bản thân sẽ rất sốc, thậm chí là suy sụp nghĩ đến chuyện tiêu cực nếu không phát hiện ra sự việc để rồi một ngày nào đó hình ảnh nhạy cảm của mình bị phát tán. Trong lúc người đặt camera còn chối, không thừa nhận hành vi thì Châu Bùi cũng thẳng thắn khẳng định không thể tiếp tục làm việc vì tinh thần không ổn định. Cô nói, bây giờ nếu bạn ấy cứ bảo không phải bạn thì em sẽ rất hoang mang phải suy nghĩ là ai. Liệu người đấy người ta còn video nào ở đâu đó không? Họ có đang kết nối từ máy bạn sang máy người ta không? Làm sao ngày mai có thể quay được khi trong em có nhiều nỗi lo sợ trong người? Châu Bùi đã bàng hoàng, không nói nên lời khi xem trích xuất từ đồng hồ quay lén. Khi thấy những hình ảnh nhạy cảm của cơ thể mình trong lúc thay đồ được ghi lại cực kỳ rõ nét, Châu thật sự bàng hoàng không nói nên lời. Đến giờ mình vẫn không thể tưởng tượng nếu mình không phát hiện kịp thời thì những hình ảnh này sẽ bị sử dụng thế nào. Mình sẽ đối mặt với chuyện đó ra sao, hậu quả sẽ đến đâu, thật sự quá đáng sợ. Châu Bùi khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để không ai trở thành nạn nhân tiếp theo. Cô nói, sau sự việc này, Châu muốn cảnh báo đến các anh chị em hoạt động trong giới nghệ thuật và các bạn nữ nói chung, hãy luôn đề cao cảnh giác. Các thiết bị camera quay lén hiện nay đang bán tràn lan trên thị trường với rất nhiều hình dạng, chức năng khác nhau và vô cùng tinh vi, có thể đặt để ở bất kỳ đâu. Bản thân Châu cũng đã sử dụng thiết bị dò máy camera giấu kín để kiểm tra, nhưng ví dụ như trong trường hợp này là hoàn toàn không phát hiện ra được. Đã từng có rất nhiều vụ việc thương tâm xảy ra bắt nguồn từ những hành vi vô nhân đạo thế này. Xin mọi người đừng tiếp tay và cùng nhau ngăn chặn, không để những sự việc tương tự xảy ra nữa. Châu muốn cảm ơn các anh chị và những người đã sát cánh cùng Châu trong quá trình xử lý vụ việc này. Hiện tại, team Châu vẫn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Mong rằng sẽ không có thêm một ai phải ở trong tình huống như Châu nữa. Hiện tại, phía studio nơi xảy ra sự việc này đã đăng bài lên tiếng thừa nhận sai phạm và xin lỗi.